Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi tới chuỗi nước nóng Kusatsu, cho nên là mọi người cùng đi với tụi mình nhé. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuất phát từ ga Shinjuku, và từ ga Shinjuku thì đi lên trên đó là khoảng gần 4 tiếng mọi người ạ. Ga Shinjuku thì cũng là một ga khá là lớn ở Tokyo nha mọi người. Thì mọi người có nhớ là cái địa điểm này là địa điểm gì được không? Đây là Ikaho Onsen nhá. Thì lần trước mình có làm một video về Ikaho Onsen rồi. Nó đều thuộc tỉnh Gunma luôn mọi người. Nhưng mà được một cái là Ikaho Onsen ấy là nó chỉ đi mất 2 tiếng thôi. Trời, trên xe luôn nè mọi người ơi. Trời ơi mọi người ơi, nhìn này, họ đang dọn dẹp tuyệt này. Tuyệt tan bẩn ghế. Sugoi ne. Sugoi ne, họ đó. Nè. Tuyệt ở trên mấy nhà mà nó dày kinh khủng luôn ấy. Cuối cùng cũng tới nơi rồi mọi người ơi. Mọi người à, biết mình tới đây cái cảm nhận đầu tiên của mình là cái gì không? Mùi onsen mà kiểu mùi như mùi trứng thổi ấy. Ôi đâu cái đẹp mọi người ơi. Ô, không cái đẹp kìa. Để mình quay cho mọi người xem nhá. Đây, suối nước nóng. Cái hơi nó bốc lên đây, cho nên là cái ga cam hơi u ở bữa đâu vậy. Rồi vừa rồi kia trên đỉnh đầu nó đã cái cục tuyệt dụng ấy, nguy hiểm quá. Cái hơi nó bốc lên ấy, cho nên là nó làm cho camera nó bị mờ ấy, quay không có được đâu mọi người ạ. Bây giờ tụi mình là sẽ đi tìm quán ăn trưa. Nhìn ở trên mấy nhà này, tuyệt này, tuyệt nó dày như thế này mà không bị sập nhỉ. Itadakimasu. Nani? Nam mai hả? Đấy. Để khỏi chó cái này mọi người đi. Onsen manju. Để khỏi chó cái này mọi người ơi. Ôi mọi người nhá. Bên trong là đậu đỏ. Ngọt quá mọi người. Hôm nay trời khá là đẹp. Họ bỏ trứng trong kia mọi người, họ luộc trứng. Trời ơi, cái nước nó nọng để nồi mà trứng nó chín luôn ấy. Cái cỏ y cứ ra cả. Tôi dành mà. Onsen Tanago thì so với món này. Đi tìm hải dương bây giờ chưa ra con ăn mọi người ạ. Đấy là nó xí phát đấy. Mọi người nhìn thấy không? Cái khỏi kia mình mà để nơi ấy là nó bị mờ camera. Theo kinh gì cứ? 9-7 vòng rồi tụi mình mới tìm được cái quán thần tượng này mọi người. Tại ở đây ăn có đẹp nên là có cái khoảng tiếng tư. Hôm nay mình đi chơi sai cho nên là bị đau đầu. Tôi nhìn rất là ngon luôn nè. Ok, thank you guys. Đi ăn cậu. Mời cả nhà nha. Ăn hồi tay kinh. Ôi xí xô. Mình ăn kẹo của Tây Kinh. Mình không biết cái rau này là rau gì. Bình thường mọi người. Đây là món miso siru nha mọi người. Cái sốt miso siru này thì họ thường là họ bỏ rong biển. Lúc này mình ăn cái suất cơm này này là hơn 2,5 cent. Bây giờ tụi mình sẽ đi về rau cắn. Hôm qua ở Tokyo mưa ấy, thế là mình tưởng là hôm nay trời cũng mưa. Và đều hôm nay trời rất là đẹp luôn mọi người. Hôm nay là thứ hai cho nên là cũng không có đông người lắm đâu mọi người. Bình thường mà thứ bảy chủ nhật ấy thì rất là đông người luôn. Cho mọi người. Mọi người nhìn này, nó đông thành đảo luôn ấy. Ví dụ như mà trôi nặng lên đấy, mấy cái cục này nó tan ra mà nó rơi từ đến đây xuống đấy. Đụng cái đâu khác có lẽ là cái biển đó. Tụi mình đã vào tới phòng rồi thì vào cái căn phòng này thì mình rất là bất ngờ luôn. Bất ngờ là vì sao cái căn phòng này rất là rộng luôn mọi người. Mình đi cũng khá là nhiều cái rô căng và mình thấy cái căn phòng ở đây rất là rộng. Và cái view của nó cũng rất là đẹp luôn, mà cái giá cả của nó thì cũng không quá là đắt đấy. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem một chút về cái căn phòng này nhá. Đây. Cái này là họ tự làm bằng tay đấy mọi người, họ vẽ bằng tay đấy. Mình không đọc được cái chữ này. Thế ở Nhật có một kia văn hóa rất là tốt luôn. Giống như là ví dụ như mình mà đi vào nhà ấy là cái mùi dẹp nó sẽ hướng ngược vào bên trong này đúng không? Nhưng mà người nhà họ sẽ sửa lại cho mình như thế này. Để khi mình rái, mình đi ra ngoài thì mình chỉ cần xỏ chân như thế này thôi. Đó. Căn phòng này rất là rộng luôn. Đây mọi người nhìn này, nó ở góc này luôn. Đây wow, what á. Đồ tụi mình mới về cho nên là bỏ đồ đạc cho nên hơi bừa bộn. Từ đây nhìn ra view rất là đẹp luôn. Ôi nhìn thích quá đi. Ở đây họ có cho mình một cái kết sắt mọi người nè. Rất đáng tiếc là không có gì quý giá để mà để vào đây cả. Có nên ăn đâu. Cái này tủ để đồ à? À, trong này là cái tủ lạnh. Phòng tắm thì cũng khá là ok mọi người ạ. Phòng tắm cũng khá là ok, sạch sẽ, gương rất là to luôn. Cái này là dùng để múc nước ấy mọi người, khi mà vào ổ phun rô ấy, khi mà vào phòng tắm ấy thì dùng để múc nước dồi lên người ấy. Cả nhà có biết đây là hình gì không? Núi Fuji đấy mọi người. Cái này là họ cắt giấy, hình như là họ cắt giấy rồi họ dán vào. Nhưng cũng đẹp phết đấy nhở. Coi, coi. Đáng yêu ghê mọi người. Ikura, takai. Nhìn dễ thương nha mọi người. Đây là cái bản đồ hồi xưa của Nhật mọi người ạ. Thế khi bảo là hồi xưa Nhật nó ghi từ phải qua trái Tokyo, Chiba. Bây giờ là từ trái qua phải. Khi mới tới thì họ mang trà với mang kẹo tới cho mình. Kono Kashishikiya này ạ. Ôi chà. Đây mà sao đây mà sụt kỳ dành ạ. Ở Ryokan mình thích nhất là cái cảm giác yên tĩnh ấy, ngồi uống trà, ăn bánh. You whisper good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Soon be there. I'll soon be there. Cái Ryokan này mình thấy có một cái rất là thích, đó là cái yukata mà mình mặc ấy thì mình có thể chọn được màu mà mình thích. Là xịn nữa tụi mình sẽ đi chọn yukata. Mình đã chọn về rồi mọi người. Mình cứ nghĩ là cả trai cả gái đều được chọn, nhưng mà chỉ có con gái mới được chọn thôi. Mình chọn màu này. Còn nữa thì mình chọn màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi thử, mọi người đợi mình một chút nha. Mọi người ơi, mình không có biết mặc. Còn con trai như cái mận đấy mọi người ạ. Này, nãy cô kí này không phải yêu. Sau một hồi loay hoay thì mình quyết định là không mặc cái này. Vì cái chất vải của nó rất là cứng luôn mọi người. Mà còn mỏng nữa chứ. Cứng nó rất là mỏng thế nên là mặc kiểu nó con rất là khó chịu. Thôi mình quyết định là mình sẽ chọn cái yukata mà họ cho mình để trong trong ấy. Rất là đáng tiếc. Có đây cho tổ katai cả là kiruno ga muzukashi cả một. Mọi người ơi, cái cửa này nó mở được đi chơi được bên ngoài nè. Ôi nhìn thấy không mọi người nè. Đẹp kì. Mấy hoa lành cực ấy. Đây đâu hay đâu. Lành quá. Đi vào nhà thôi mọi người ơi. Lành quá. Ướt hết cả chân rồi. À, một số cái đây. Nhìn đẹp không mọi người này. Xui kỳ đẹp. Anh đi ra tàu rồi em. Nhìn đẹp không mọi người. Siri này nó lào á. Được nhất hai cái nhỉ? Jelly mi tai da. Ue wa jelly. Ue wa jelly, shita wa cream ne. Chotto iro ga kawatta ne. Nè. Cái màu nó cũng bị thay đổi luôn đấy mọi người. Lúc nào mua xanh mà bây giờ sáng mua tím đấy. Ở bên trên là thạch, còn bên dưới là pudding. Ue wa jelly. Đấy. Mật bình như thế này là 400 yên là dễ nó dễ kinh quá. Và là hai tên này. Đâu? Hai tên chẳng. Là hơn 80 yên đấy. Vừa đến thì nó có mùi trứng khá là ngon. Arigato. Maruten thì いくらなんですか? 380円. Maruten. なんで Maruten っていうの? わかんない? 750円. Mời cả nhà ăn. Đây như chợ cả Việt Nam mình. Bên là Shinjuku, còn đây kia là taco. Shinjuku bên trong này mà hỏi này. Thì hiện tại mình đang đứng ở một nơi khá là nổi tiếng ở Kusatsu, đó là Yubatake. Thì ở đây là nơi làm nguội nguồn nước nóng nha mọi người. Và từ đây nó sẽ chuyển về các cái ryokan và các cái khách sạn. Đây là sashimi nha mọi người, còn ở đây là tempura với ốc. Còn đây là nabe, như lẩu của Việt Nam mình ý. Itadakimasu. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nha. Cái này là gì? À, rượu. Cảm ơn. Cảm ơn. Thực đơn trước khi ăn trước rượu. Bye. Mọi nhà. Bé. Cái đây là rượu mới mọi người. Ôi xịt. 食べましょう。具は新鮮なの。いただきます。甘っ。không hề có mùi tanh luôn mọi người. Sashimi mình rất thích ăn cái lạ này mọi người. Arigato. Thích cái con sakana taberu. Tabete. Tebi oishii yo. Tabete. Ni o kawaishou kara da. Nên là cái ryokan này là con gái thì được chọn yukata, còn con trai thì được đồ ở miền vị mọi người. Wasabi. Hai người mít ta order とかっていうサイトあるでしょ。ああいうのって、要は泊まってくれるお客さんを旅館に紹介して、それで紹介のお金をアドバがもらうっていうビジネスなのね。旅館は油とか使わないで直接予約してくれた方が嬉しいわけよ。旅館のホームページから直接予約してくれたら比較比べるのが楽だから見るのは調べるのは油みたいなサイトで見るけど、そうか、なるほどね。なんでみんなできるのにおらないくさんには全然ない。Mình không biết họ xử lý như thế nào mà không hề có cái vị gì luôn của mực muối tánh. Ăn rất là béo luôn ấy. Sugoku oishii. Oishii. Đây là tempura. Cái này là đầu gì nhỉ? Nanomame. Soramame. Sonomama taberu. Soramame. Mình tưởng là chả cuộn giống như Việt Nam vậy, nhưng không phải, bên trong nó là cơm mọi người. Cơm đẹp mọi người ạ. Ăn ngã quá. À, tại vì đây là đồ phủ mọi người ạ. Mình không biết đây là cái gì. Một cái mình rất thích cái đồ ăn này vì cái phòng ăn của nó ấy, nó tách biệt riêng ra, mọi người một phòng nên không gian riêng tư. Thế là mình có thể quay video cho mọi người xem. Còn bao nhiêu là món ngon mà mình nói qua là mọi người. Cái này giống như hoa chuối. Sụn. Rất là ngon luôn mọi người. Ôi chị tạo. Ngon lắm, cái chắc cái đồ muối chicken món năm なんだったっけ？煮物。煮たものだ。煮たもの。煮物。Còn đây là sukiyaki của Nhật, nó rộng như kiểu lẩu Việt Nam lên ấy. Cái này họ làm từ bột nếp. Đây là món ăn sukiyaki của Nhật, bột trứng. Khá đều nha mọi người. Ok. Rồi mọi người chậm vào đây. Có bị ghiu dạ này nè. Có bị ghiu dạ này nè. Cái này là con nhạc cự Jōshū ghiu thì yêu sát được. Yoroshikune.